Xin chào nhá. Chào đồng chí Tình Tính Tàng nhá. Rồi, ok. Nhớ nhau. Không nhớ nhau là còn nhớ ai nữa. Hai vợ chồng đứng vào xem nào. Đẹp thế. Đẹp đôi thế. Rồi, ok. Ok, quay đây nào. Quay người vào nhau tí nào. Quay vai vào. Quay vai vào. Đấy, đấy đẹp chưa? Đấy, có xe nó sáng cho mình đấy. Chào nào. Đấy, ok. Vừa lên à? Vừa lên đây. Đi phải đi vội. Sao? Đi cái đường Trường An thế nào nó cứ vòng vòng. Tại sao phải rút kinh nghiệm? Chào các bác nhá. Mình vừa cưới rồi 2-3 cân thịt giờ đâu thôi. Dậy ra tôi, dậy thì tôi chỉ có ở nhà. Chào anh, vẫy vẫy nhưng chắc không nhìn thấy. Cho con nhờ, Ông đi hoa em. Trời ơi, là nhiều nhất như đây cả. Ok.
Hiện diện trong thánh lễ cưới của anh Pedro Đỗ cùng anh và chị Teresa Nguyễn Thị Kiều Nga, chúng ta thấy có sự hiện diện của cha quê hương cũng là cha quản lý của tháng một. Chúng ta cùng chào đón cha quê hương và một tràng vỗ tay. Rồi chúng ta cũng chung vui như cầu nguyện với sự hiện diện của chú rể Pedro Đỗ Tùng Anh và Teresa Thị Kiều Nga, cũng như hai bên gia đình ông Đỗ Văn Cảnh và Dương Thị Oanh đến từ giáo xứ Cộng sản Giáo phận Hải Phòng. Anh Tùng Anh mới trở lại người Kitô hữu của chúng ta cách đây 10 ngày. Và chúng ta đã có sự chuyển gia đình cô dâu, đó là ông Sơ Đô Nguyễn Văn Thanh và bà Marta Nguyễn Thị Hoa của giáo xứ chúng ta. Chúng ta cũng đã đón cô dâu chú rể hai bên dòng họ và người chào các bạn. Trong ngày hôm nay, chúng ta cũng được ý cầu nguyện cho tổ tiên của cô dâu chú rể như cầu cho bình an của hai bên gia đình. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thâm hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng ta. Anh chị em thân mến, để cử hành nghi lễ này, chúng ta vui mừng sum họp trong nhà Chúa. Chung quanh anh Pedro Đỗ Tùng Anh và chị Teresa Nguyễn Thị Kiều Nga, trong ngày họ quyết định lập gia đình. Đối với họ, đây là giờ phút quan trọng đặc biệt. Vì vậy, chúng ta hãy lấy lòng yêu mến, biết bạn bè và lời nguyện được tình huynh đệ mà nâng đỡ họ. Hãy cùng họ lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta hôm nay, rồi cùng với Hồn Thánh và nhờ Chúa Giêsu Kitô khẩn khoản van nài Chúa Cha, xin Ngài lấy lòng nhân hậu đón nhận ban phước lành và làm cho các tôi tớ Chúa sắp kết hôn hôm nay được mãi mãi nên hồn. Vì giờ Thiên Chúa trên cao Chúa, 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 Chúa
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lời Chúa xin nhận lời chúng con phân nguyện và đoán thương quân đồ ơn Chúa trên các ngôi thơ Chúa đây là anh Phê Lô Đỗ Tùng Anh và chị Nê Lê Sa Nguyễn Thị Hiểu Nga. Để hiểu kết hợp với nhau trong bàn thờ Chúa, họ được bền vững trong tình thương yêu nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, anh chị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần nên muôn đời. Chúa là Đức Chúa Phật, con người ở một mình không tốt, ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó. Vậy Chúa lại thiên Chúa lý tạo ra mọi thứ vật ngoài đồng và chim bay trên trời, đoạn dẫn chúng đến cùng Adam để xem bọn chúng là gì. Adam gọi sinh vật thế nào thì đó là tên nó. Adam đã đặt tên mọi súc vật, mọi chim trời và mọi thứ vật ngoài đồng, nhưng Adam không tìm một trợ tá tương xứng với mình. Vậy Chúa là thiên Chúa cho Adam ngủ mê. Khi ông đang ngủ, Chúa lấy một xương sườn của ông rồi đắp thịt lại. Xương sườn mà Chúa là Thiên Chúa lấy từ Adam, Ngài ra làm ra người đàn bà, đoạn dẫn nàng đến cùng Adam. Adam nói, nàng là xương lấy từ xương tôi và thịt lấy từ thịt tôi, nàng sẽ được gọi là đàn bà vì được lấy ra từ đàn ông. Vì lẽ đó, người đã rời xa cha mẹ mình để gắn bó với vợ mình và hai người sẽ trở thành một thân xác. Đó là lời Chúa. Anh em đừng theo thói đời này, nhưng hãy biến đổi bằng việc canh tân lòng chỉ.
để anh em nhận ra đâu là ý định Chúa, cái gì là tốt, cái gì là đẹp lòng Chúa và cái gì là hoàn hảo. Đức ái không được giả hình, hãy chê hết điều ác và đừng nói điều này. Hãy mến thương nhau trong tình bác ái huynh đệ, bởi kính trọng nhau, hãy xem người khác hơn mình, hãy sốt sắng trong tinh thần, với lòng nhiệt thành, chớ đừng chững lại và phục sự Chúa. Hãy vui mừng với niềm hy vọng và nỡ nặng trong gian truân và chuyên cần cầu nguyện. Hãy chia sẻ sự thiếu thốn của các thánh và ân cần nhất các những trọng nhà. Hãy chúc lành cho những kẻ bắt ớ, hãy chúc lành, chớ đừng chúc dữ. Hãy vui, chớ người vui, khóc với người khóc. Hãy đồng tâm, hiệp ý với nhau, đừng tự cao tự đại, nhưng hãy ưa thích những sự hèn kém, đừng cho mình là khôn ngoan, đừng lấy ác báo ác cho ai. Hãy chú tâm đến những điều tốt trước mặt mọi người nếu có thể. Về phần mình, anh em hãy sống hòa thuận với hết mọi người. Đó là lời Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu nói rằng, lúc khởi đầu công trình sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên con người có nam có nữ. Bởi thế, người nam sẽ lìa cha mẹ để gắn bó vợ mình, và cả hai sẽ lên một thân xác. Như thế, họ không còn là hai, nhưng là một thân xác. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Chúa. Kính thưa quý sơ, kính chúc tuyên bố và hoành chị em thân tình mến, cách yên là chú dạy cô dâu thân mến. Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh ngày 27 tháng 3 năm 2001 có đăng một mẩu tin khá ly kỳ, vừa rất buồn lại thật đừng cười ra gương mặt. Đó là tỉnh Đồng Nai, một ông chồng kia đã có vợ con đời đời nhưng lại bằng điều với một cô gái trẻ ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Khi bà vợ biết chuyện đã tìm cách để theo dõi chồng, sau đó bà gặp đối tượng để đe dọa rồi đánh ghen và sau cùng phải năn nỉ cô gái trẻ buông tha chồng bà, nhưng vẫn không mang lại kết quả. Cho nên vì quá mệt mỏi và bực mình, bà đã gặp tình địch và nói chơi: tao chán cái cảnh này lắm rồi, mày muốn giữ ông ấy là của riêng thì tao sẽ bán. Và thế là bà đã phát giá là 7.500.000 đồng cho bọ ghẹt. Không ngờ ít ngày sau, cô kia đã nằm nộp đủ số tiền rồi biến mất cùng với ông chồng của bà. Đến nước này thì mất chồng, bà ta chỉ còn biết than: ôi trời ơi, mình nói chơi, ngờ đâu nó là thật.
Vâng, hôn nhân nó là một cái việc rất là quan trọng, không thể nói chơi hay trao đổi mua bán được. Kính thưa cộng đoàn, nhìn đôi tân hôn hôm nay chắc hẳn ai trong chúng ta cũng phải nói họ đẹp hơn mọi ngày, không chỉ trang điểm với chiếc váy hay là bộ vest, nhưng người ta đẹp trong tâm hồn, như lời bài hát đã nói, tay trong tay bước vào nhà Chúa, tin chọn đôi giữ chọn một mình, để thề hứa làm vợ làm chồng của nhau cho đến trọn đời, và để được Chúa chúc phúc. Đúng vậy, từ thuở tạo thiên lập địa, trời đất đã được mang nhãn hiệu là tình yêu, cho nên tình yêu là một đề tài có thể nói là cổ kính nhất mà cũng mới mẻ nhất, cao siêu nhất và cũng rộng lớn nhất. Tôi yêu, anh yêu, chị yêu, em yêu, tất cả mọi người đều yêu. Thế nhưng để hỏi tình yêu là gì thì chắc nhiều người trong chúng ta cũng phải lắc đầu, và có thể nó cũng như là nhà thơ Xuân Diệu đã bổ đồng rằng, làm sao giải nghĩa được tình yêu có nghĩa gì đâu một cuộn chiều, nó chiếm lòng ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu. Ấy vậy mà cũng không thiếu gì những câu định nghĩa về tình yêu thật rõ nét, nhất là nơi các bạn trẻ. Yêu là chết trong lòng một ít, hay yêu là cùng nhau nhìn về một gương, yêu là hy sinh cho người mình yêu, vân vân. Thật vậy, câu định nghĩa nào cũng chỉ nói lên được một khía cạnh của tình yêu. Yêu trong lòng chung mà Thiên Chúa kêu mở chúng ta, đó là yêu cả xác lẫn hồn, hầu đem lại hạnh phúc cho người mình yêu và để người yêu mang lại hạnh phúc cho chính mình. Thế nhưng hạnh phúc này chỉ mới được khởi đi từ ngày anh chị bước tới bàn thờ để giao kết, cho nên cần được tiếp tục nuôi dưỡng bảo vệ không ngừng trong suốt cuộc đời lứa đồ. Bởi thế hôm nay tôi muốn chia sẻ với chị cách riêng về vấn đề yêu là trung thành. Như Chúa Giêsu đã dạy, sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân biệt. Nhưng tại sao phải trung thành, không được phân ly trong hôn nhân Kitô giáo như thế? Khi anh chị mới gặp nhau, mới làm quen và yêu nhau, thì anh chị thấy lúc đó thật là sung sướng, vì nàng là nàng tiên và chàng là hoàng tử. Lúc này trong mắt của anh, chị là tất cả, và ngược lại trong mắt của chị, anh cũng là tất cả. Bởi vậy mà anh chị trở nên quan trọng và cần thiết của nhau. Ý nghĩa cuộc sống của anh chính là chị và ngược lại. Giữa cả tìm đường, Thiên Chúa đã ban anh cho chị và ban chị cho anh, cho nên hôm nay có thể thay thế được. Đúng như Tô Ca Dao Việt Nam đã nói, chồng em áo anh em thương, chồng người áo gấm sông hương mặc người, hay đêm lòng thì gáy ho, chồng yêu chồng bảo gáy cho vui nhà, đi chợ thì hay ăn quà, chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm. Nhưng cuộc sống hôn nhân gia đình không phải lúc nào cũng hạnh phúc, và vả lại cũng có lần anh chị muốn coi nhau như người xa lạ, anh được anh, em được em, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Thế nhưng một khi đã chấp nhận bước vào đời sống lứa đôi, khởi đi bằng
thánh lễ hôn phối hôm nay thì suốt cuộc đời chỉ trừ sự chết mới có quyền tháo gỡ anh quả chị và chị quả anh. Vì như chúng ta đã biết, hôn nhân công giáo đó là một giao ước thánh thiện giữa hai người nam và nữ với tự do và hiểu biết cũng như thể hứa sống với nhau cho đến trọn đời. Qua nghi thức này, Thiên Chúa không những là vị chứng giám và bảo vệ, nhưng Ngài còn là tác giả của nghi thức. Cho nên Ngài buộc các kẻ tin vào Ngài phải noi theo mẫu gương lý tưởng giao ước giữa gia phê Thiên Chúa với dân riêng của Ngài. Hơn thế nữa, trước khi lập gia đình, anh chị đã tìm hiểu nhau, đã bàn hỏi với nhau và nhất là với những người khôn ngoan. Nhưng những việc đó mới chỉ là những việc thuộc về đoàn người. Còn một khi đã thề hứa với nhau trong nghi thức hôn nhân, thì chính Thiên Chúa là đấng kết hợp mà ngay cả anh chị cũng không được phép làm ngược lại. Bởi đó, để trung thành với lời thề hứa hôm nay, không có người nào hoàn hảo cho bằng tình yêu của Thiên Chúa đối với hội thánh của Ngài, được ghi trong thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Ê-phê-sô. Trong đó viết rằng: hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ như Đức Kitô yêu thương hội thánh và nộp mình điều thánh. Và nhất là như Chúa Giê-xu đã nói, không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người dám hy sinh tính mạng vì người mình yêu. Vợ chồng kết nghĩa trong năm với nhau là hình ảnh của sự kết hợp mật thiết giữa Thiên Chúa với linh hồn mỗi người, giữa Chúa Kitô và Hội Thánh. Cho nên trung thành với nhau, với người bạn đời của mình là điều rất cần thiết, nhất là trong một thế giới đề cao cái cá nhân chủ nghĩa như hiện nay. Kính thưa cộng đoàn phục vụ cách riêng là đôi tân hôn, anh chị rất dễ trung thành với nhau trong những năm tháng đầu đời hôn nhân, khi thì vừa vui vẻ, khi còn thanh xuân tuổi trẻ, đúng như người ta ví von, đôi ta như thể quan tâm cùng ăn một lá, cùng tầm một con ong, con quấn, con quýt, con trong, con ngoài. Thế nhưng tình yêu trung thành xinh đẹp ấy sẽ bị nhiều cám dỗ trao đảo sau thời gian chung sống, sau khi đã khám phá ra những cái khiếm khuyết của nhau, cho đến một hôm là phải thở dài. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã về câu thể. Do đó anh chị phải yêu nhau thật lòng, yêu nhau trong tình yêu của Thiên Chúa, đó là tình yêu mặc dầu để thay thế cho tình yêu nếu và tình yêu vì. Nghĩa là không chỉ yêu anh bởi vì anh hài hước, đẹp trai, giàu có mà chỉ yêu, hay là em xinh đẹp, nết na, duyên dáng, trắng trẻo mà anh yêu, mà là yêu cả những khi còn trẻ, còn đẹp, lớn khi má móng, khi gia đình mình vừa xuân sẻ, cũng như lúc gian nan nhỏ mỏ. Giờ đây anh chị sẽ cùng nhau thề một lời thề sắt son trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh của Ngài, cũng như trước sự chứng kiến của mọi người trong thánh đường hôm nay. Với lời thề này, anh chị sẽ bắt đầu cuộc đời tận hiến cho nhau, trung thành với nhau và hy sinh vì nhau. Bởi thế mà thân hoan vui sướng cũng có, mà gian nan khổ đau cũng không thiếu. Vì thế, tôi cũng như cha quê hương và tất cả mọi người đang hiện diện trong thánh lễ này sẽ cầu nguyện cùng Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh cả Giuse là đấng đã sống trong một gia đình thánh thiện gương mẫu, ban xuống cho anh chị tràn đầy ơn phúc
để mãi mãi giữ lòng trung thành với Chúa, trung thành với giáo hội và trung thành trong cuộc sống vợ chồng của anh chị, để không đau buồn như câu chuyện trên. Lời trung thành đó sẽ gọi đi từ lời giao kết bây giờ. Anh Pedro Đỗ Tùng, anh và chị Teresa Nguyễn Thị Kiều Nga, anh chị cùng nhau đến nhà thờ để muốn kết hôn của anh chị được Chúa củng cố bằng một dấu ấn linh thánh trước mặt thượng tá Lê Tổ Thánh và cộng đoàn. Đức Kitô giang vòng tay ban phúc lành cho tình yêu vô cùng của anh chị và dùng ý tưởng đặc biệt mà làm cho anh chị nên phong phú và vững mạnh để anh chị mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân như chính người đã dùng ý tích thanh tẩy và thành viên anh chị. Bởi vậy trước mặt Hội Thánh, tôi hỏi anh chị về ý định kết hôn. Anh Pedro Đỗ Tùng Anh và chị Teresa Nguyễn Thị Kiều Nga, anh chị đến đây để kết hôn với nhau, anh chị có bị áp lực không? Anh chị có hoàn toàn tự ý và tự do không? Tôi có. Khi chọn đời sống hôn nhân, anh chị có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Tôi có. Anh chị có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái trên sân bay và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Tôi có. Vậy bởi vì anh chị đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, anh chị hãy nắm lấy tay nhau và lên sự ước thuận của anh chị trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn bị sự tuần của anh chị và bảo vệ trước mặt Hồ Thánh, và xin Chúa đổ đổ phúc lành của Ngài trên anh chị, sự gì Chúa đã kết hợp loài người không được phân biệt. Nào ta chân tôn Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn cưới này và anh chị sắp trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy.
Anh chị em thân mến, vì yêu thương Chúa Giêsu Kitô đã thiết lập quy tắc hôn phối để thánh hóa đôi bạn trong giao ước tình yêu bền vững của người, chúng ta hãy vào cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin. Gia đình giáo hội Thánh Tại Gia xin cho mọi thành viên trong các gia đình luôn biết cầu nguyện, yêu thương đùm bọc lẫn nhau để tìm Chúa, tìm người luôn được thắng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa. Chúa ở hộ anh chị em.
lời Chúa là cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hư. Chúa ban tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc là Đức Kitô Chúa chúng con. Toàn là chi thánh phải nào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Đức Kitô Chúa đã đi lên giao ơn nơi vô dân Chúa để dân và Chúa cứu chuộc nhờ màu nhiệm chết và sông lai của người thì được chung phần thần tinh với người và đồng thừa tư vinh quang của người trên trời. Qua ơn nhân của người nam và người nữ, Chúa cho thấy Đức Kitô vì lòng từ ái vô biên đang quảng đại ban ơn xuống để điều mà bi tích đang thực hiện sẽ nhắc nhở chúng con chương trình kỳ diệu của tình yêu Chúa. Vì thế cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô rằng: Chúa cùng với anh chị em chúng con đang đi trong niềm hy vọng sống lên
các thánh tông đồ và tên các thánh đã sống nhờ lòng Chúa qua mọi thời đây và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người ơi người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang được quy về Chúa là cha toàn năng trong sự nhân của Chúa ban phần đến muôn đời. Lời Cha chi thánh đã phát thành toàn thế giới, Cha đã dựng nên người nam và người nữ giống hình ảnh Cha và đã luôn cho con gà đó được tràn đầy phúc lành của Cha. Chúng con khiêm tốn ngài xin cho những tôi tớ Cha thay hôm nay được liên kết với nhau bằng giao ước hôn nhân. Lời Chúa xin tuân đồ chan hòa phúc hạnh của Chúa xuống trên chị Teresa Nguyễn Thị Kiều Nga và ba trăm năm của chị là anh Phêrô Đỗ Tùng Anh. Xin Chúa dùng quyền lực thánh thần của Chúa từ trên cao luôn nắm tâm hồn anh chị để đi hướng sự cha hiến cho nhau trong hôn nhân. Anh chị yêu thương đời sống quen toàn và trở nên cha mẹ nên đức. Lời Chúa xin cho anh chị yên đời nên Chúa khi vui tìm đến Chúa lúc buồn khi lao động được vui mừng vì có Chúa hiện diện phù trì. Lúc gặp nhau ta thấy Chúa gần nên xoa dịu và sau khi được cùng với các đau bạn bè bao quanh vui hướng vui giản diện phúc anh chị được đạt tới nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị đã chúc bình an trong lòng. Bye.
người đau khổ đói nghèo thì thấy anh chị nhân hậu, ngày kia sẽ biết ơn mà đón tiếp anh chị vào lâu đài vinh đường của Chúa. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em đang hiện diện nơi đây. Lời xong cho anh chị em đi bình an. Xin thông báo cho chúng tôi có cha thân thương cha quản lý sở dụng thánh lễ cũng là chị lễ chiều thứ năm. Trước đây em ơi. Cả nhà nhìn trước đi. Đây. Rồi nhìn đây. Quả lâm lùi. Đấy.
so ba anh sau thì nó mới. Đây. Bởi vì nhá. Không mà mượn hai em luôn nữa. Ok. Rồi cùng cười tươi tí nào. Quay mặt vào nhau đi. Thơm cái đi. Ok kìa, nhanh. Khi ghé mặt vào nhau cũng được. Đấy, sát là lâu lâu.